Năm tuyệt chiêu phong thủy giúp sinh con trai như mong muốn. 1. Canh thời gian thụ thai. Muốn dễ mang thai quý tử đầu lòng, vợ chồng nên khéo léo canh thời gian quan hệ, vào khoảng sau đông chí, đến trước tháng 4 âm lịch của năm sau. Cơ hội ấp trứng vàng rất cao. Ngược lại, khoảng thời gian phù hợp để sinh con gái, theo ý muốn là từ sau hạ chí, đến trước tháng 10 âm lịch, vì lúc này âm khí rất vượng. Tích cực vận động về hướng Tây. Động là dương nhiều hơn âm, tĩnh thì âm nhiều hơn dương. Sáng sớm nếu chịu khó vận động, tập thể dục, chạy về phía đông, sẽ đón được nhiều dương khí, dễ sinh quý tử theo ý muốn. Còn chiều tà, đi bộ, hoặc vận động theo hướng Tây, tốc độ vừa phải, thu nhận khí âm sẽ cực dễ sinh con gái. Tích cực vận động về hướng Đông, vào sáng sớm sẽ đón được nhiều dương khí, dễ sinh quý tử theo ý muốn. Muốn sinh con trai, phòng tân hôn phải có cửa sổ mở hướng chính bắc hoặc chính đông để tiếp nạp dương khí. 3. Xem hướng cửa sổ. Trong cách tính sinh con trai con, gái, theo tháng thụ thai chính xác, muốn sinh con trai theo ý muốn năm 2018, theo các chuyên gia phong thủy, phòng tân hôn phải có cửa sổ mở hướng chính bắc hoặc chính đông để tiếp nạp dương khí. Nếu không, phải là cửa sổ hướng tây bắc, đông bắc cũng tạm chấp nhận được. Nhưng cần bịt cửa sổ lại, nếu đối diện là nhà cao tầng hoặc vật thể kiến trúc cao che tầm mắt. Khi đi ngủ, nên để cửa sổ mở hé. Muốn sinh con gái theo ý muốn năm 2018, vợ chồng nên mở cửa sổ ở hướng chính nam hoặc đông nam để tiếp nhận âm khí, hoặc cửa sổ hướng tây nam và chính tây cũng có hiệu quả tương tự. 4. Chế độ ăn uống và tần suất quan hệ. Người nào ăn nhiều rau hoa quả, tỷ lệ chất xơ cân bằng hoặc nhiều hơn chất đạm, rất dễ sinh con trai, vì đó là những thực phẩm chứa nhiều dương tính. Ngược lại, ai thích ăn cá, tôm nhiều hơn ăn thịt, thì thường sinh con gái theo ý muốn, do thực phẩm chứa nhiều âm tính. Việc nam nữ cần tiết chế, vừa phải, không nên phung phí quá đà. Người nam cần bổ sung vitamin E, C và uống sữa đậu nành đều đặn trước khi vợ mang thai. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn, cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.